một hàng lẻ là mình chưa tính này. Đấy, cho nên là rất là nhiều luôn nhé anh em. Anh em xem là nuôi chó có lời không? Tiền cho bác sĩ với lại chó ấy hết, chưa tính là tiền bác sĩ này kia đó, thì một năm là chi phí khoảng là 20 triệu tiền thuốc men, vaccine các kiểu nhá. Đây, mình sẽ giới thiệu cho anh em đây, con cái đây. Hồi nãy mà trên đầu video đó, mình có nói với anh em này. Đây, nói với anh em đây là một con cái nhá. Trên đầu video, một siêu phẩm thật sự luôn. Đấy. Ngực nở eo thon này. Một siêu phẩm thực sự luôn nha anh em. Đây là em đực, đực vện này. Đực vện là anh khách vừa mới chốt xong này. Mình không nói tới nhá. Mình chỉ nói em cái thôi. Một siêu phẩm thật sự luôn. Mắt đỏ, má bạc, vện vàng nhá. Chân bé xíu luôn, chân thẳng tắp. Ngực nở eo thon như Ngọc Trinh luôn. Đấy, xoáy, xoáy dài nhá, xoáy kiếm dài luôn. Lưỡi đốm nhiều anh em ạ. Đây, đây mình cho anh em xem xoáy này. Vện vàng cực kỳ đẹp, đuôi chuẩn nhá. Đuôi chuẩn tuyệt vời luôn. Anh em có nhu cầu sở hữu một con giống chất lượng vào dịp Tết này nhá. Vào dịp Tết này. À, con này mình không ship ngoài Bắc nha anh em, không ship ra Bắc nhá. Mình đã ở Sài Gòn, mình ở Sài Gòn không ship ra Bắc, mà giá không rẻ nha anh em, bảo hành cho anh em lâu dài luôn. Anh em nuôi tới 9 tháng lên giống, không có nhu cầu nuôi sinh sản cứ đưa lại cho mình nhé, mình sẽ gửi lại tiền. Giá thì không hề rẻ nhưng mà mình bảo hành lâu dài nhé, cho anh em thoải mái luôn. Con cái giống cực kỳ đẹp luôn, hàng chất lượng, chất như nước cắt luôn. Ok anh em này, đây mình sẽ thả nó xuống để cho nó chạy cho anh em xem này. Đấy, mình thả xuống cho chạy cho anh em xem nhé. Anh em nhớ xem video kỹ nhé, xem video đến cuối video luôn nhé, xem thật kỹ nhé. Cực kỳ đẹp luôn, thân thiện này. Này, dáng này. Đấy, mới 3 tháng rồi nhé. 3 tháng nhé, anh em nhìn này, ngực này. Anh em xem này, ngực này. Đấy, một con chó chất lượng. Đã chơi thì phải chơi hàng chất lượng luôn nhé. Đấy, có điều kiện thì chơi hàng chất lượng luôn. Cực kỳ đẹp luôn, bảo hành cho anh em lâu dài luôn. Đấy, 3 tháng nhá. Ngực nở eo thon, tuyệt vời nhá. Từ đầu tới đuôi có sao mình quay sao mình sẽ up lên như vậy, không chỉnh sửa, không cắt ghép gì hết nhá. Ok anh em luôn. Đấy, hiện tại bây giờ mình cũng hết sạch, mình bán thật sự là sạch sẽ luôn. Rất là được anh em tin tưởng là ủng hộ con giống bên trại mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. À, đây, mình có cặp này là con cái này đang mang bầu đây. Hy vọng là sang năm 2020 sẽ cho ra một bầy rất là chất lượng. Năm 2019 nó đã cho mình một bầy ưng ý rồi nhé. Năm nay là kết hợp với cu đen, năm ngoái là kết hợp với cu tèo. Đấy, ổn. Đấy. Cu đen. Cặp mắt thần sầu nha anh em. Đấy. Tuyệt vời nhé. Vicky, Vicky. Vện kem, cái vện kem. Đực vện đen. Để xem là ra những cái gì nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây cho anh em xem lại cái video về con cái siêu phẩm nhá. Một siêu phẩm thực sự luôn anh em ạ. Một siêu phẩm thực sự luôn, quá đẹp nhá. Quá đẹp, một chú cái giống quá đẹp luôn. Anh em không sở hữu con này thì không, đừng sở hữu con nào hết. Quá đẹp luôn, lưỡi đốm. Lưỡi đốm khoảng 40% anh em nhé. Má bạc này. Ngực nở eo thon, không một chút da dư, một chút cổ nào nhé. Hàng chân chụm nhỏ này. Dáng như Ngọc Trinh luôn. Vòng eo 56 nhé. Vòng eo 56 anh em ạ. À, mắt này. Đấy, tuyệt vời nhé. Anh em xem video thật kỹ nhé. Cái này video, cái video này mình quay hơi dài, anh em cố gắng xem nhé. Anh em không thích xem ở đầu thì anh em có thể tua lại phía sau anh em xem này. À, một siêu phẩm này. Đấy, vện vàng siêu phẩm rất cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Đấy. Anh em xem nhé. Tai ke này, mặt cáo nhá, má bạc nhá. Vện quá đẹp luôn nhá. Đây. Thần kinh cực tốt luôn. Đấy. Một siêu phẩm thật sự luôn. Đấy. Xoáy này. Đấy. Đuôi cần ngay chính giữa luôn. Mình bảo hành mọi tật lỗi cho anh em luôn. Bảo hành tới 9 tháng luôn nha.
Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em đã ủng hộ cho kênh Chó Phú Quốc Vlog trong năm 2019 nha. Hy vọng 2020 sẽ được nhận được nhiều sự ủng hộ từ anh em yêu Chó Phú Quốc nha. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.